ai cũng mơ ước một tương lai tươi sáng. Bây giờ tim em cũng đang rất là đập rất là mạnh, mà không phải vì sự hồi hộp của cuộc thi nữa mà cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng thực hiện được ước mơ đó. Ban giám khảo chỉ dạy cho em rất là nhiều do bản thân em chưa được giỏi. Em sẽ cố gắng. V247 cùng tài năng Việt tỏa sáng. V247, sự lựa chọn đúng nhất.